Quang Dung, Nhãn Trắng Gò Công, một tiếng hát huyền thoại sẽ là nhân vật chính của Hãy Nghe Tôi Hát tập thứ tư. Từ những tuyệt phẩm bolero đến các bản nhạc tình say đắm và những khúc dân ca ngọt ngào, dòng nhạc nào Phương Dung cũng để lại dấu ấn lớn. Và đó sẽ là thử thách không nhỏ cho các thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát lần này khi cùng nhau tái hiện lại tầm vóc của Nhãn Trắng Gò Công qua những bài hát đã đi cùng tên tuổi Phương Dung suốt hơn nửa thế kỷ. Và trong các giọng hát của Hãy Nghe Tôi Hát, Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Chi Dân, Hà Vân, Quách Thành Danh, Ngọc Liên, ai sẽ phải tạm dừng cuộc chơi trong đêm Phương Dung? Xuất sắc lắm, cũng dùng cho em 10 điểm. Sao bà lại bật mí cái bí mật vậy? Hãy cùng tiếp tục hành trình âm nhạc đầy thú vị với Hãy Nghe Tôi Hát trong đêm nhạc tôn vinh Nhãn Trắng Gò Công, danh ca Phương Dung. 21:00 ngày 28/3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11:45 thứ ba ngày 29/3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.